rất hợp lý. Hùng Dũng là người vừa thực hiện đường trọng biên, anh đã lại vào. Dường như anh Đức đã được cho nghỉ ở trận chung kết lượt đi để có được năng lượng tốt nhất trong trận chung kết lượt về. Tình huống xử lý tuyệt vời của Quang Hải với một cú xoay người mềm mại, và ở phía trong anh Đức cũng uyển chuyển và cực kỳ tinh tế để thực hiện một cú vô lê chân trái ghi bàn vào lưới của Farizan. Đỉnh cao, không hề quá khi nói rằng đây là một pha dàn xếp đỉnh cao của chúng ta, bắt đầu từ đường truyền của Quế Ngọc Hải và những miếng trồng biên đã được đặt vào những cầu thủ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Chúng ta chờ đợi tài năng của Đặng Văn Lâm, người có thể đánh thức bản lĩnh, và anh đối mặt với Kiraton từ chấm 1m. Rồi thì Đặng Văn Lâm đã nhoài người sang bên trái, nhưng cái chân của anh vẫn còn kịp để cứu thua. Động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Cầu phương! Vào không! Vào! Đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số. Chúng ta cần phát huy được những tình huống phối hợp sẻ nách vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội tuyển Iraq, và chúng ta đã thành công. Vẻ mặt đầy ngơ ngác của trung vệ Ali Fes đủ để hiểu rằng là các cầu thủ Iraq đã bất ngờ như thế nào trong tình huống phối hợp tấn công này của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải! Một cầu dành cho đội tuyển Việt Nam! Siêu phẩm ở Thường Châu đã xuất hiện trong trận đấu ngày hôm nay ở Online. Thật tuyệt vời với một Quang Hải tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ ở cột mốc 38 với một cú sút chân trái tuyệt vời làm tung lưới của Yemen. Quang Hải đã nén lại như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá làm tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết, nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10. Tôi thấy là Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung, Quang Hải và hai không cho đội tuyển Việt Nam rồi. Một trận đấu không hề dễ dàng, một thời khắc có rất nhiều sự căng thẳng, nhưng Quế Ngọc Hải đã cực kỳ lạnh lùng để đánh bại thủ môn đối phương. Cặp song Hải đang giang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn. Dứt điểm! Không vào! Áp sát! Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi, nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Rất nhiều những đường truyền ở đoạn ngắn ở bên phần sân nhà để du ngủ đối phương, và ngay lập tức là một tình huống mà thay đổi nhịp độ đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được cơ hội với một pha bóng đẹp. Thất bại lần nữa. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng, Hùng Dũng cầu vào. Rất tiếc, đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Liên tục là những pha dứt điểm từ phía cao thủ chúng ta, và ở tình huống này thì Hùng Dũng đã đưa ra một giải pháp xứng đáng. Đội tuyển Việt Nam đang dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoa! Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng, và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ là Amer Safi đã bị giật mình. Trọng Hoàng! Đúng là cái duyên Tây Á, và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Chúng ta cùng xem lại đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải, và Công Phượng di chuyển
cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung phong, cả anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương, có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng, Minh Tuấn đột phá. Nỗ lực tuyệt vời của các thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá. Tôi đúng, nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh và cầu thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Cầu thủ đang chơi như có 11 người trên sân. Xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta. Cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm. Công Phượng đã ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên của hãng. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Hoàn Đức. Và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng là khá dễ dàng với một pha chạm bóng rất cảm giác. Rất cảm giác, đúng là như vậy. Và thật bất ngờ khi chúng ta ghi bàn vào lưới một đội có chiều cao tuyệt vời ở một tình huống cố định. Tiến Dũng không tham gia cụ thể vào tình huống này, nhưng áp lực mà anh tạo ra cho hậu vệ đối phương là không. Tạt bóng của Đình Trọng. Cối bắn tốt. Trận đấu hoàn hảo của Phan Văn Đức. Tấn công thể tin nổi. Tấn công thể tin nổi. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Không, có lẽ anh Đức, anh Tiến Dũng ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ. Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đó! Một pha băng cắt. Một pha băng cắt máu mực và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Tiến Dũng đã có thể ngăn cản quả penalty trong trận. Tiến Dũng rất giống với cú đánh mà đứng im để ôm gọn cú sút của đối phương. Anh Dũng có để ý những động tác chân của Tiến Dũng hay không? Bùi Tiến Dũng vẫn vào. Bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ cũng đã không dám nhìn vào màn hình. Pha phối hợp nhanh của U19 Việt Nam. Công Phượng trong vòng vây của 4-5 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tiếp phần. Đúng là một tiếp phần của cầu trưởng áo số 10 đại diện U19 Việt Nam. Chắc chắn rằng nó sẽ còn in đậm trong tâm trí của chúng ta. Một pha solo đẹp mắt mà Công Phượng đã nhảy múa trong vòng quay của U19 Australia. Một khoảnh khắc thiên tài của số 10 đội tuyển U19 Việt Nam. Sự cuồng nhiệt mà các cổ động viên đang có mặt ở sân Mỹ Đình và sự chờ đợi của hàng triệu các cổ động viên trước màn hình của đài truyền hình Việt Nam đã được đền đáp với một khoảnh khắc đúng là bùng nổ của Công Phượng. Ta đang chờ đợi để theo dõi lại một khoảnh khắc mang đậm dấu ấn của Công Phượng. Không phải là hàng phòng ngự của Australia không có sự cảnh giác đặc biệt với đội trưởng của U19 Việt Nam khi Công Phượng đã từng có cú đúp vào lưới đội bóng này, và Công Phượng cũng đã từng vượt qua ba hậu vệ của Australia để mở tỷ số hai đội gặp nhau. Và lần này trước vòng vây của hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn làm được một điều không tưởng,
làm tung lưới của Anthony trước một hệ thống phòng ngự có số đông cầu thủ của đối phương. Một bàn thắng xứng đáng được nhận điểm 10. Nếu như vẫn còn chính là người thi đấu nổi bật nhất đến thời điểm này tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay dành cho U23 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Thật tuyệt vời Quang Hải. Giữa một dừng chân của các cầu thủ hai bên nhưng Quang Hải vẫn chọn ra được góc dứt điểm và anh đã chiến thắng được. Như vậy là bóng đã chạm chân của trung vệ Sunja đổi hướng. Quang Hải có bóng. Bóng đã chạm sang ngang. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Bóng làm cho xà ngang của U23 Qatar rung lên bần bật nhưng rất tiếc lại không vào lưới. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Chúng sang ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía Xuân Trường. Quang Hải chân trái. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng, đường cong quá mỹ miều. Ruzande không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên. Tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Bùi Tiến Dũng cố lên, số 13 của U23 Qatar. Đó là Albrecht. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Andrej. Tiến Dũng. Không phải! Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng, chúng ta đang bước vào những thời khắc rất đặc biệt. Văn Thanh. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên, còn bây giờ Vũ Văn Thành sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi.
Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh lừng lừng. Đã lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á. Đó là sự thật. Cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Có lại đấy. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy. Những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chắt chiu, đã biết cách để nâng niu nó. Họ đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra.